tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Người Mẹ Tội Lỗi của tác giả nhà văn Lê Văn Trương. Tác phẩm được phát hành năm 1922. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 9. Phương nghe Thảo nhắc đến đấy liền gục đầu xuống bàn òa khóc. Thì ra các con nàng không một phút nào không nhớ đến nàng, mà Giao thì không nỡ giết cái hình ảnh của nàng trong tấm lòng yêu đương của con nàng. Đã bao năm nay các con nàng sống với sự nói dối ấy, vui được nhờ sự nói dối ấy, còn nhớ đến nàng do sự nói dối ấy. À, bây giờ nàng lại càng hiểu rõ, với tấm lòng của kẻ làm cha như thế mà Giao buộc lòng phải đuổi nàng đi là Giao khổ sở đến chừng nào. Và tội ác của nàng là một thứ mà người ta không thể tha thứ được. Ấy thế mà Giao cũng đã tha thứ cho một phần rồi đấy. Giao đã không nỡ phá cái thần tượng của người mẹ ở trong tâm hồn các con. Thảo thấy mẹ nuôi khóc cũng òa khóc. Kìa mợ, thế mợ không muốn nghe nữa ư? Này, con quên hết cả rồi bây giờ này. Vì sợ Thảo quên, Phương ngẩng đầu dậy. À, thế rồi thế nào nữa? Thế rồi. À, thôi, mợ nín rồi, con nín đi, nhớ cho kỹ. À, thế rồi cậu con hỏi em con, thế con có thương mợ không? Em con mở to hai mắt, sao lại không thương, cậu chỉ hỏi kỳ. Cậu cũng thương mợ, cậu khóc đấy có phải không? Cậu con gật đầu. Thế độ bao giờ thì mợ khỏi như con nhỉ, cậu nhỉ? Có phải bao giờ bay đi hết thì mợ khỏi như con phải không? Cậu con trả lời. Mợ người nhớ ốm khác chứ có ốm như con đâu, cậu cũng không biết bao giờ mợ khỏi. Rồi em con lại hỏi, thế bao giờ mợ khỏi thì mợ ra ngay đây với con, có phải không cậu? Cậu trả lời, ừ thì hẳn thế, con nhớ mợ lắm hay sao? Em con đáp, nhớ chứ lị, nhà không có mợ, buồn buồn là ấy. Vừa lúc ấy thì em Quốc rước cái hòm đồ con với mợ đóng vào. Thấy cái thùng to mà em con cứ cùng khiêng với bác Tài, cậu con mắng ngay. Sao bác không vác một mình để em khiêng như thế? Nhỡ nặng nó để tuột tay rơi vào chân nó, có phải rầy rà không? Ông Tài nói, bẩm ông, cậu con cứ đòi khiêng đấy ạ. Em Quận con trông thấy cái hòm là nhảy ngay từ lòng cậu con xuống chạy ra, la lên, à, mở gửi đồ cho Quận. Cậu con sai lấy đồ mở ngay ở đấy. Em Quận thấy con búp bê to tướng con mua ở Goda thì reo ngay, à, mợ biết Quận ốm, mợ gửi cho Quận cái đẹp này để cho Quận chống khỏi đấy. Còn em Quốc trông thấy cái trái phá thì hét ngay, à, mợ gửi cho tao khẩu thần công này là để bắn chết con búp bê của mày đấy. Em Quận ôm chầm lấy con búp bê rồi tát ngay em Quốc. Em Quốc giơ quả đấm toan đánh thì cậu con vội vàng nắm lấy tay. Ô hay, thế con không biết em nó vừa ốm khỏi hay sao, phải nhịn nó chứ. Em Quốc trả lời, nhưng nó đánh con. Cậu con nói, thì tại con dọa bắn con búp bê của nó. Thôi, bắn thử đi cho cậu xem. Lúc ấy thì con để ý kỹ lắm, chờ xem cậu con trông thấy thì cậu con nghĩ thế nào. Cái khăn ăn sắp đằng mép có thêu ra ngoài nên cậu con trông thấy ngay, mà con ở xa con cũng trông thấy ngay, vì chữ đỏ thêu trên vải trắng thì nó nổi bật ngay lên. Cậu con cầm chiếc khăn ở tay bác Tài, rồi con thấy cậu con nhìn mãi vào hai chữ ấy. Rồi khi cậu con nhìn chán, cậu con lấy tay mân mê mãi. Con trông thấy rõ ràng mặt cậu con lúc ấy thần ra, và hình như cậu con nghĩ gì ghê lắm. Đến em Quận con vỗ vai cậu con, hỏi cậu con hai lần mà cậu con không biết. Thảo nói đến đấy rụt rè. Có lẽ cậu con nghĩ về mợ đấy, mợ ạ.
Phương giật nảy mình, rồi nhìn chằm chằm vào Thảo, rồi nước mắt nàng lại trào ra. Không phải đâu, mợ đã là người chết đối với cậu con rồi. Và nếu cậu con có còn nhớ đến mợ thì cũng chỉ là để nguyền rủa mà thôi. Không đâu mợ ạ, con trong mặt cậu con lúc ấy không ác một tí nào, lông mày không cao một tí nào cả. Có lẽ cậu con chỉ hơi buồn mà thôi. Hơi à, nhiều lắm chứ. Như thế, người đá cũng phải buồn. Thứ nhất là trông thấy em quần, em quất của con như thế. Mợ thật là một người đã giết cậu con. Con nên biết cậu con buồn hơn mợ nhé. Thảo ngập ngừng. Nhưng chắc là cậu con còn thương mợ nhiều lắm. Có lẽ, nhưng mợ chỉ mong cho cậu con ghét được mợ thôi. Cậu con mà còn thương mợ thì cậu con thù mợ ghê lắm. Mà như thế thì cậu con còn khổ mãi. Lại òa khóc. Mợ chỉ mong cậu con ghét được mợ để quên phát ngay mợ đi thôi. Dù thế nào thì mợ cũng không muốn cho cậu con khổ. À, thế rồi sao thế nào? Thảo ngồi gần lại Phương rồi sẽ nói vào tai. Cậu con hỏi em Quốc một câu lạ quá mợ ạ. Con chắc cậu không còn giận mợ nữa đâu. Hay có giận thì cũng chỉ giận hơi thôi mợ ạ. Phương đang thổn thức nín ngay, ngước mắt nhìn vào môi Thảo. Cậu con mân mê chán, nghĩ chán, rồi cậu con gọi anh Quốc lại, dở hai thứ ấy cho xem. Cậu hỏi, đố con biết mợ con theo những chữ gì đây này. Rõ ràng con nhận thấy lúc cậu con hỏi em con như thế thì mắt cậu con vui vui chứ chẳng buồn tí nào. Chắc không? Con chắc lắm chứ. Con lại không biết thế nào là vui với buồn à. Em Quốc nghe cậu con hỏi thế thì đập ngay vào tay cậu con, rồi cười chúm chím. Tên cậu tên mợ chứ lại còn phải hỏi. Con biết thừa rồi. Trước mợ toàn theo như thế. Rồi hình như em con cũng nhớ ra điều gì. À, đã lâu mợ không theo, sao bây giờ mợ lại theo như thế nhỉ cậu nhỉ? Em quận con lúc ấy cùng ôm con búp bê chạy lại, nhìn vào hai chữ mà tay cậu con đang vuốt ve. Rồi em con cúi xuống, đặt một cái hôn lên đấy. Mợ theo đẹp lắm nhỉ cậu nhỉ? Phương rùng mình như cái hôn đến chạm vào da thịt mình. Thảo thấy mẹ nuôi thế, ngừng không nói, vì tưởng Phương không để ý nghe. Nhưng Phương đã lại giục. Em con hôn xong, lại ngẩng đầu lên hỏi. À cậu, thế sao mợ ốm mà còn theo được nhỉ cậu nhỉ? Mà quận ốm thì quận chẳng làm được cái gì cả. Lúc này thì thật là cậu con mới buồn và cậu con ấp úng mãi mới nói được. À, mợ đau ngực chứ có đau tay đâu. Một dạo mợ không theo, có lẽ tại mợ quên, không nhớ đến cậu. Cậu con vừa nói thế thì liền bị cả em quận, em quốc con đánh vào tay. Cậu chỉ nói nhảm thôi nào, bao giờ mợ không nhớ đến cậu. Rồi em quận con lại dí khẩu súng trái phá vào ngực cậu con. Rồi rồi, mợ ra đây, con mách mợ cho cậu. Phần thứ 7. Một buổi chiều Thảo hấp tấp đi về, thở không được. Mợ ơi, cả nhà về quê cả rồi. Nghe đến đấy Phương hoảng hồn, nghĩ đến cái buồn ghê gớm của Giao. Nó khiến cho Giao không thể ở Hà Nội được nữa. Thì vừa may, Thảo đã nói tiếp. Cụ ở nhà quê, thấy nói ốm nặng. Thì ra, Phương không thấy thắc mắc về sự ốm đau của mẹ chồng bằng sự các con nàng. Sẽ hỏi Giao những điều về nàng và những điều mà họ hàng sẽ hỏi Giao trong khi mẹ chồng ốm không có nàng ở đây. Về điều thứ nhất thì nàng yên tĩnh được ngay. Trong 4 năm nay, hẳn các con nàng đã về quê và Giao đã tìm được cớ nói chạnh là nàng không dưỡng bệnh ở đấy, nhưng là ở một bãi bể nào. Đến như điều thứ hai. À, nàng đã nhìn hết cái khổ của Giao khi phải đối đáp với mọi người. Và biết đâu chẳng vì thế mà rồi các con nàng biết sự thật. Ồ, nếu các con nàng biết sự thật thì Giao sẽ đau xót đến đâu. Bao nhiêu công phu nói dối để che đậy trong 4 năm giờ đều uổng cả.
Cứ nghĩ thế, cứ nghĩ đến cái đau đớn ghê gớm của Dao khi thấy hồn con bị vẫn đục. Nàng kính người cha, rồi nàng thấy bồi hồi thương cảm đối với người chồng. Nàng đè mọi nỗi thắc mắc của lòng, chỉ đọc nghĩ đến cái đau ghê gớm của Dao, rồi nghĩ đến cái sen nhận khăn ăn mà Thảo đã tả kỹ lại cho nàng. Nàng đánh bạo viết cho Dao một bức thư, viết bằng tất cả sự hối quá của lòng. Thưa cậu, em là một người có tội, không còn được là dâu nhà ta nữa. Nhưng cái việc cậu đuổi em ra khỏi nhà theo với cái tội của em là một lẽ khác. Mà em vẫn tự nhận là đứa con dâu tội lỗi của nhà ta lại là một lẽ khác. Một lẽ của lòng em, nhờ sự hối quá đã đưa nó được lên trên tội lỗi. Em vẫn coi em là con của mẹ, dù là một đứa con tội lỗi, có cái bổn phận. Và chẳng những có cái bổn phận, thấy thắc mắc và lo lắng về cái sức khỏe của mẹ trong khi mẹ ốm. Em tự coi em như thế, bởi vì em nghĩ rằng giá em là con gái của mẹ thì em phạm tội thế chứ, em phạm tội nặng nữa, em vẫn có quyền được ở bên cạnh mẹ trong lúc này. Em không có cái quyền ấy, chỉ bởi em là một người vợ khốn nạn của cậu. Nhưng em vẫn thờ mẹ bằng tấm lòng của đứa con gái, thì em có quyền xin với cậu chuyển đạt những lời thăm hỏi thành kính của em lên với mẹ. Và xin cậu nói với mẹ giùm em rằng, từ đây, từ cái chỗ tối tăm mà em cố sống cho loài người, quên em để giữ trọn cái điều mà cậu muốn làm cho các con về sau, em vẫn cầu nguyện với trời cho mẹ chóng lành mạnh. Và xin mẹ tha thứ hết đi cho em, bởi em chỉ là một người vợ hư hỏng của cậu, một người mẹ đốn kiếp của các con, chứ bao giờ em cũng vẫn là đứa con gái thành kính của mẹ. Cậu không thể tha cho em, các con nó không thể tha cho em, nhưng em chắc mẹ lấy cái tình làm mẹ đùm bọc và che chở thì có thể tha cho em được. Tha cho đứa con thứ nhất, đứa con ấy đã hối quá, đã cố hết sức ăn ở để cho nhẹ bớt tội ác của mình, để xóa nhòa những cái hận do ảnh hưởng của tội ác em gây nên. Em lại mẹ, cần xin tha cho em, tha cho đứa con khốn nạn đã phải sống trong cái khốn nạn của cuộc đời gây ra bởi tội ác. Thôi, bây giờ tuy em bất từ, nhưng cái bất từ ấy cũng vẫn không thể xóa đi sự em là mẹ của các con, mà chỉ mới tước đi của em cái quyền được gần chúng nó. Và không bao giờ là lấp đi được ở trong lòng em sự nhớ thương đến chúng nó. Cậu đã là cha, một người cha mẫu mực và giàu lòng thương. Vậy xin cậu hãy nghĩ tình người mẹ. Thứ nhất là người mẹ đã hối quá, hôn chúng nó cho em mỗi đứa một cái. Chỉ một cái thôi, em đâu dám có quyền xin nhiều. Từ đây thì em không dám thư từ để lại gợi lên ở lòng cậu những kỷ niệm đau xót và dơ bẩn. Và xin cậu tin cho rằng, từ nay cho đến chết, em không bao giờ dám ló đầu ra với loài người để làm uổng cái công cậu che chở cho cái linh hồn trong trẻo của các con. Em là người vợ bất hiếu, đáng sỉ vả của cậu. Nhưng dù sao em cũng là mẹ của các con và con của mẹ. Xin cậu mở lòng rời bể mà chuẩn y cho em hai điều đó, thì em sẽ được vui sướng trong chốn cô quạnh và tối tăm này. Phương. Bốn ngày sau, Phương cho Thảo đi dò tin, thì Thảo lại về nói cho biết mẹ chồng nàng đã chết rồi. Nghĩ đến câu nghĩa tử là nghĩa tận, và sự họ hàng làng nước sẽ rầy vò Dao về sự thiếu mặt nàng ở đấy, nàng đã đánh bạo toan về. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại thôi. Không phải vì nàng sợ Dao sẽ đuổi nàng, sự này không bao giờ nàng nghĩ tới. Nàng chỉ nghĩ đến sự khổ não mà nàng sẽ gây cho Dao. Trong trường hợp này, Dao đã đau nhiều rồi, nàng không thể gợi lên cho Dao những cái đau khác. Dao đã không xin tòa ly dị nàng, và cứ để yên tình thế như thế là vì Dao không muốn đụng đến một cái nhọt nó đã làm cho mình đau. Dao cũng như nàng, chỉ cần có được sự quên lãng. Dao quên lãng để sống cho các con, mà nàng cũng quên lãng để sống trong tối tăm cho các con. Thì thôi, nàng phải biết tước đi cái phần phải của nàng.
người ta ở trong trường hợp nào chẳng có cái phải của nó. Để chỉ sống cho sự yên tĩnh của Giao, nghĩa là của các con mình. Tuy thế nhưng nàng không thể không đừng được mà không viết cho Giao một bức thư nữa. Thưa cậu, được tin mẹ mất mà em không thể về làm cái phận sự cuối cùng đối với mẹ. Em mới nhận thấy tất cả cái ảnh hưởng ghê khiếp và to lớn do tội ác của em gây nên. Nó đã chuốc cho em sự khinh bỉ của cậu, để cho em phải sống cô quạnh như ngày nay. Nó đã tước của em cái quyền làm mẹ, có con không được nhìn, nhớ con không được đến, và luôn luôn phải sống nơm nớp với sự nguyền rủa sẽ có của chúng. Bây giờ nó lại đoạt của em cái bổn phận làm con, khiến cho mẹ già lúc chết đã nguyền rủa em ở trên môi, nguyền rủa về sự em đã gây rã tan vỡ cho đời con của mẹ, cho đời cháu của mẹ. Em có tội, mẹ nguyền rủa em xin quỳ xuống để nhận với tất cả tấm lòng ăn năn thành kính của đứa con. Mẹ nguyền rủa em, nhưng mẹ vẫn không cất đi được của em cái quyền khóc mẹ. Giờ cũng không, mà cả đến cậu nữa, cả đến sự cậu đuổi em ra khỏi nhà nữa. Em càng khóc mẹ bằng những giọt nước mắt tha thiết, bởi vì em là đứa con có tội, và đã là mẹ. Thứ nhất là người mẹ tội lỗi. Em đã đo lường được tấm lòng của người mẹ khi nghĩ đến sự khổ não của con mình. Ở chốn tối tăm này, em sẽ để tang mẹ cho tới chết, để cái tang muôn năm ở trong lòng, để cho tới khi sự buồn khổ đưa em về âm phủ gặp mẹ, mẹ sẽ tha thứ cho em. Có lẽ ở trên trần thế thì mẹ vì thấy con, thấy cháu, mẹ không tha thứ cho em đâu. Nhưng xuống dưới âm ti, và có lẽ ở đấy, người ta đã không còn sống bằng thất tình lục dục, mẹ sẽ tha thứ cho em. Bởi vì mẹ biết rằng em đã phải trả nợ mấy tháng cuồng dại của em bằng cả một đời xuân trẻ. Rồi mẹ đã biết rằng em đau xót và hối quá nhiều lắm rồi. Cậu ơi, xin cậu đừng buồn gì khi cậu nghĩ đến rằng ở nơi xa xôi và tăm tối còn một đứa con bất hiếu để tang mẹ, và lấy hồn theo cậu trên con đường đưa mẹ tới nơi yên nghỉ cuối cùng. Em chắc trong dịp này sẽ có nhiều người hỏi đến em. Họ sẽ lại gợi lên ở cậu bao nhiêu kỷ niệm dơ bẩn, bao nhiêu xót xa của lòng. Nhưng thôi, cậu đừng căm hờn em nữa. Giời đã thay cậu mà hình phạt em rồi. Và em thấy thèm thuồng cái cảnh được nằm trong quan tài, thì cậu sẽ biết sự trừng phạt giời đành cho em nó ghê gớm đến thế nào. Các con nó khóc bà, nhưng nếu mà nó khóc được em. Nhưng giời ơi, cậu căm hờn em, nhưng xin cậu lấy lòng của người cha mà che chở cho cái tình của người mẹ. Đừng để chúng nó phải khóc em, khóc những giọt nước mắt chúng nó phải khóc bà nhé. Đừng để cho chúng nó phải khóc em bằng những giọt nước mắt của căm hờn nhé. Như thế thì từ đây em sẽ thờ cậu như không ai thờ một ông thần ở trên trái đất này. Em là người vợ hư hỏng của cậu, nhưng em cũng là người mẹ chết lửng, người con khổ sở đấy, cậu à. Cậu khinh em, cậu thù em, cậu ghét em, nhưng xin cậu hãy thương em, thương người mẹ ở trong em, người con ở trong em. Nay kính Phương. Gửi bức thư đi là Phương bảo Thảo đi mua vải mặc đồ tang cho mình, cho cả Thảo nữa. Rồi nàng cũng lập bàn thờ, cũng cúng lễ. Rồi từ đấy, ngày nào nàng cũng sai con lên phố Hàng Cót nghe tin tức, rủi cho nàng. Vì Giao đi vắng và mọi người nhà về hết, chỉ để một người lại coi nhà, nên Bình cũng nghỉ đi làm. Thành ra Thảo cứ lẻo đẻo đi, lại lẻo đẻo về, chẳng được một tin tức gì. Nửa tháng kéo dài như thế mà Giao và các con cũng vẫn chưa thấy ra. Giao bận công việc như thế mà không ra, ý hẳn ở quê có xảy ra việc gì. Cứ nghĩ thế, Phương càng nóng ruột, càng giục con đi, có ngày đi tới 2 lần. Rồi thì một hôm Thảo không làm sao được, phải đánh bào vào hỏi người coi nhà. Rồi được người coi nhà cho biết, sau hôm đưa ma về, Giao bị cảm, ốm liệt cho đến bây giờ, và bệnh tình đã trầm trọng lắm rồi, có khi Giao mê đi.
Thảo chẳng còn hồn vía, bỏ phăng ngay người coi nhà giữa câu chuyện, quay ra để về báo cho mẹ biết. Nghe cái tin ấy, Phương không còn lưỡng lự. Giao làm ma xong đã hơn 20 hôm nay mà chưa ra, chắc là bệnh tình trầm trọng lắm. Phương nghĩ đến gia đình của Giao, chỉ có một người chị quê mùa, mà họ hàng thì toàn là những người ngu tối, không biết gì. Nàng nghĩ đến cái ốm của Giao trong bọn người ít thông minh và kinh nghiệm ấy. Nàng nghĩ đến cái cảnh ngơ ngác của các con nàng, trong khi cha chúng ốm mà công việc chung quanh thì bừa bộn. Nàng chẳng lưỡng lự nữa, thân nàng là cái thân bỏ đi, tha hồ mặc cho ai rầy đạp. Nhưng ít nhất thì nàng phải ích cho cái gia đình mà nàng đã gây ra sự tan vỡ ở đấy. Ít nhất nàng phải ích cho cái người mà nàng đã rầy đạp lên trái tim. Ít nhất là mẹ, nàng cũng phải ích cho các con nàng trong những lúc cần phải giúp ích. Tư tưởng của nàng chỉ xoay chuyển trong một loáng. Nàng không được nghĩ gì tất cả, ngoài cái công việc cấp bách như lửa cháy. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn nghĩ gì về nàng thì nghĩ. Miễn là Giao được khỏi bệnh và các con nàng khỏi nheo nhóc trong lúc này và về sau. Nàng bảo ngay Thảo: "Thôi, con thu xếp ngay để về nhà quê." Thảo mở to mắt, nhưng Thảo không nói cái điều mà chính lòng Thảo nghĩ. "Nhưng về cả thì ai trong nhà hả mợ? Nhỡ có trộm nó lấy hết." "Chẳng ai trông thì thôi, khóa nó lại, mất thì thôi, cần gì." "Thế con cũng về ư hả mợ?" Nàng gắt: "Thì con chẳng về còn thế nào nữa. Con về nhỡ mợ có việc phải cần đến con." Phương lên phố thuê một chiếc xe ô tô chẳng kể đắt rẻ. Ngồi trên xe, nàng luôn luôn giục tài xế: "Bác làm ơn mau lên hộ tôi bác, tôi có việc cần lắm." Lúc ấy thì nàng không còn nghĩ gì đến việc gì khác. Điều dị nghị của thiên hạ, sự đối đãi của họ hàng, của chị chồng, sự Giao sẽ nghĩ làm sao về nàng, nàng đều không kể đến. Nàng chỉ nghĩ đến cái bệnh tình trầm trọng của Giao, và nếu nhỡ Giao có mệnh hệ nào thì các con nàng sẽ ra làm sao. Thứ nhất là khi chúng mất một người cha như Giao. Vì thế cho nên khi trông thấy cổng làng, nàng mừng lắm, nàng mừng thật. Vừa may cho nàng, trong khi nàng đang hỏi dò mấy người làng về bệnh tình của Giao để liệu xem tình hình mà khu xử, thì người tài xế của Giao đi ra. Người tài xế này là người tài xế cũ làm với Giao đã lâu năm nên nhận được nàng ngay. Nàng cũng chẳng để ý đến cái câu hỏi kinh ngạc của y: "Bây giờ bà mới về ư?" Nàng cũng chẳng giả nhời, hỏi ngay: "Bệnh tình ông thế nào?" "Ông con nặng lắm, lúc mê lúc tỉnh, uống thuốc chẳng thấy giảm một tí nào, lại chỉ có phần tăng." Rồi y òa khóc: "Nếu cơn sốt mà không lui mà cứ thế này thì ông con nguy mất bà ơi." Câu "bà ơi" thốt ra như một trách móc. Phương cũng chẳng để ý đến câu trách móc ấy. "Thế đầu đuôi ốm đau ra thế nào?" "Ông con, hôm 3 ngày thì cảm cũng tưởng qua loa, ai ngờ cứ nặng mãi, ông con cứ yếu dần đi. Mấy hôm gần đây thì kịch liệt lắm, có khi mê đi đến mấy giờ đồng hồ." "Thế dùng thuốc ta hay thuốc tây?" "Bà tính ở đây xa thế này, ai mà gọi đốc tờ được. Vả hôm đầu ông con cũng nghĩ tưởng chẳng hề chi, nên cũng chỉ uống thuốc ta xì xăng." "Thế thầy thuốc họ bảo là gì?" "Họ bảo là chúng nhập lý, họ bảo là cảm vào gan, ô gì gì, ai đâu mà biết, 100 ông thầy ấy." Đến lượt Phương trách bác tài: "Thế bác ở với ông lâu năm, sao bác không bảo gọi đốc tờ ở Hà Nội về xem cho ông, có phải biết rõ là bệnh gì không?" "Ấy, đã mấy lần con bảo, nhưng con có quyền gì, và ai nghe con, người ta thử hết ông thầy này đến ông thầy khác, bà không về mà liệu định thì không khéo ông con nguy mất." Rồi hốt nhiên y nhìn Phương bằng một cái nhìn đầy ý nghĩa, rồi thốt ra: "Nhưng mà..." Phương cũng chẳng cần để ý đến chỗ "nhưng mà" của y, ngắt ngay: "Thôi, bây giờ bác đưa tôi về, rồi tôi liệu. À, thế nào, cô cậu thế nào?" "Thưa bà, cô cậu..." "Cô con thì còn bé đã biết gì, chỉ có cậu con lâu lâu vào đầu giường ông con, nhìn ông con thiêm thiếp thì cậu con khóc vang cả nhà lên." Ruột Phương nóng cứ như lửa đốt. Từ cổng làng vào tới trong nhà có 300 thước mà nàng tưởng chừng đi không bao giờ đến nơi. Gần đến cổng nàng lại quay lại hỏi bác tài: "À, thế nào, bà Chánh..." Tức là chị của Giao. "Còn đấy không?" "Thưa, bà ấy suốt ngày ở đây." "Thôi, bây giờ thì nhất ông bà ấy, con bảo để đưa ông con ra Hà Nội chữa,
hay gọi đốc tờ về. Không hiểu sao nhất định ông bà ấy lại không nghe. Phương biết rằng thế nào nàng cũng gặp sự khó khăn cản trở ở hai vợ chồng ông Chánh, nên nàng đã nghĩ kế ngay. Nàng phải cư xử không ra con người tội lỗi mới được. Và nàng đã biết tính Giao, không đời nào Giao nói thật hết chuyện mình với anh chị. Thoạt vào trông thấy ông Chánh đứng ở cổng, nàng đã cau mày hỏi một cách rất sẵn. Tại sao nhà tôi lại mệt nặng, ông lại không đánh giấy cho tôi biết? Ông Chánh cũng như mọi người chỉ biết mù mờ việc này. Và một điều họ biết rất rõ là hai người chưa ly dị với nhau, nên bị tấn công thì ấp úng. Thì tôi biết thím ở đâu. Phương bước đi thì ông Chánh đã tìm được cách phản công. Tôi tưởng khi bà mất thím không về, thì lúc chú ấy ốm cũng chẳng phải cần cho thím biết. Phương quay ngay lại giọng dạc. Bà mất tôi không về vì một lẽ khác, nhưng khi nhà tôi ốm người ta phải cho tôi biết là một lẽ khác. Tôi với nhà tôi thì dù thế nào đứng trước luật pháp tôi cũng vẫn có quyền và có trách nhiệm. Nàng nói đến đấy thì ở trên phía gác có tiếng trẻ rú lên, rồi thấy Quốc và Quận như hai con ngựa lồng xuống ôm chầm lấy nàng. Mợ, mợ, mợ đã về đây ư? Nàng ôm lấy chúng, hôn những cái hôn sung sướng của đời người. Nhưng nàng biết không phải là lúc giảng giải với chúng, và cũng không phải là lúc để lộ những tình cảm. Hãy làm thế nào cho được việc để cứu lấy Dao. Nàng hôn xong rồi hỏi, cậu mệt nằm đâu, đưa mợ vào. Hai đứa mỗi đứa nắm một tay nàng dắt đi. Trông thấy Dao gầy đét nằm dài trên ván, bất giác nàng mũi lòng. Nàng quỳ ngay xuống đầu giường rồi òa lên khóc. Nhưng lúc ấy Dao đang sốt mê, chẳng biết gì. Qua cái khắc tình cảm, nàng mới nhìn lên mặt Dao và hỏi bệnh tình mọi người, thì nàng ngỡ ngay là bệnh sốt rét thương hàn. Nàng giật mình nghĩ ngay đến bà Ít Cát. Nàng biết nếu để ở đây thì nguy cho tính mệnh của Dao, liền quay sang bảo với bà Chánh. Lúc ấy đã đến đấy. Tôi xem tình hình thế này thì nhà tôi mắc chứng thương hàn, phải đưa nhà tôi lên Hà Nội chữa, chứ ở đây thì nguy mất. Bà Chánh phản đối ngay. Ở nhà quê dễ xưa nay không có đốc tờ thì người ta chết cả. Với lại cái ông lang này ông ấy cắt đã đỡ. Phương đặt tay lên trán Dao. Sốt mê như thế này đỡ gì. Rồi vì nóng ruột. Không, phải đưa ngay nhà tôi lên Hà Nội mới được. Giọng gay gắt và như ra lệnh của Phương tạo ngay lên ở trong bà Chánh một phản động lực. Không có phép. Mợ ở đâu về, đưa cậu ấy đi như thế không được. Hôm bà mất đi, mợ đã không về rồi. Phương quắc mắt quay ngay lại. Hôm bà mất đi tôi không về. Tôi có trái là chỉ trái với nhà tôi và linh hồn bà thôi. Chứ đối với luật pháp thì ai ngăn tôi, không cho tôi đem nhà tôi ra Hà Nội chữa, thì sẽ bị luật pháp trừng phạt. Và cũng không cần viện đến luật pháp. Tôi với nhà tôi chưa ly dị, thì ở cái nhà này là quyền của tôi, không ai có thể cản trở được. Nói xong nàng sực nghĩ đến hai con đứng đấy. Các con ra ngoài kia đi. Rồi nàng dõng dạc bảo người bếp già đứng đấy. Mày ra gọi bác Tài và chúng nó vào đây cho tao bảo. Vẻ dõng dạc của nàng làm cho bọn gia nhân sợ, bởi chúng toàn là đầy tớ cũ. Với lại tuy 4 năm nay nàng không ở nhà, nhưng chúng vẫn nghe thấy Dao nói rằng mợ đi dưỡng bệnh. Tuy chúng ngờ ngợ chẳng tin, nhưng chúng cũng vẫn coi nàng như chủ. Bọn gia nhân và bác Tài kéo vào. Bác Tài đánh xe ra để một cái chăn bông vào, rồi vực ông ra xe để trở đi Hà Nội. Ông mệt thế này mà để ở đây là nghĩa lý gì? Chúng mày phải biết thương ông mày. Nếu ông mày nhỡ có mệnh hệ nào thì kẻ nào cản trở không cho ông mày đi sẽ lôi thôi với tao. Giọng cả quý của nàng làm cho bà Chánh phải lui và ông Chánh phải đấu dịu. Hai người chỉ mơ hồ rằng có sự xích mích xảy ra giữa vợ chồng Dao, chứ hai người cũng chẳng biết rõ là sự xích mích thế nào. Hai người chỉ biết xưa nay Dao quý vợ lắm. Nếu nhỡ Dao khỏi bệnh rồi bên vợ, hay Dao có mệnh hệ nào thì lôi thôi. Ông Chánh vội đàn giải. Thì mở xe cậu đi lên nhà thương Hà Nội thì xe, nhưng chỗ chị em với nhau, hà tất mở phải to tiếng như thế. Cái gì bảo nhau cho ổn. Chúng tôi cũng chỉ mong cho cậu khỏi, chứ còn mong gì hơn nữa. Phương thấy họ đã bằng lòng rồi, thấy cần phải ngọt ngào. Tôi chỉ nghĩ đến sự nhà tôi bây giờ bệnh nặng, cần phải cấp tốc chạy chữa ngay. Tôi không thể nghĩ đến những việc khác, xin bác biết cho thế. Nếu bây giờ hai bác bằng lòng thì mời hai bác cùng lên Hà Nội với tôi. Tôi với nhà tôi là vợ chồng, còn nhà tôi với hai bác là anh em thì vẫn là anh em. Là vợ tôi có cái bổn phận phải lo cho nhà tôi hơn hai bác. Phương ngồi đỡ đầu Dao cho xe khỏi lắc.
thấy mặt Dao gầy vỏ và cứ mệt li bì mà lòng thấy xót như muối. Giá nàng không ăn ở trái đạo để Dao phải cùng nàng chia rẽ, thì những lúc này nàng đã biết cách chạy chữa cho Dao. Đâu Dao có bị bệnh nặng thế này. Và nàng cũng lại biết Dao sợ gì ốm nặng là vì buồn quá, không đủ sức để chống đỡ với bệnh. Chứ Dao xưa nay vốn là người khỏe lắm. Nàng nhìn Dao, nhìn hai mắt nhắm nghiền, nhìn làn má hõm, rồi tự hỏi một câu ghê rợn: nếu Dao không qua khỏi? Cứ hỏi thế mà nàng thấy rời đất tối tăm. Thốt nhiên hai hàng nước mắt trào ra, rồi nàng cúi xuống mặt Dao khóc nức nở. Thấy Dao cứ mê ly bì, nàng sợ Dao không qua khỏi. Nhưng nàng cũng lại lo nếu lúc này Dao tỉnh. Dao tỉnh rồi Dao nhận được nàng. Nàng biết nếu Dao nhận được nàng thì thế nào Dao cũng đuổi nàng xuống xe. Dao không thể nào cùng ở một xe với nàng. Ồ, nếu thế thì lôi thôi biết bao nhiêu. Cái thân nàng thì đành là không kể rồi. Dao muốn xử thế nào với nàng cũng là đáng cái tội của nàng rồi. Nhưng còn bệnh của Dao, còn các con nàng, lòng của các con nàng. Nếu Dao tỉnh như thế, Dao xử như thế thì đành là nàng phải theo rồi. Bởi cái ý muốn của người ốm lúc này không thể cưỡng được. Người ốm sẽ uất lên, nhưng nếu theo thì sẽ xảy ra bao nhiêu ngang trái. Mà nàng thì nàng cần phải đưa Dao đến nhà thương, đặt vào tay một ông thầy thuốc danh tiếng. Lòng nàng lúc ấy thật là ngổn ngang trăm mối, toàn là những mối lo sợ hãi hùng. Nàng chỉ cầu mong một cách thiết tha sao cho xe chóng đến, để bệnh Dao nhanh chóng được chữa chạy. Nhưng mỗi khi xe đi nhanh, chính nàng lại phải bảo người tài xế đi chậm lại, vì sợ lắc mạnh thì Dao mệt. Lòng nàng lúc ấy thật là chia sẻ, bởi những cảm giác tương phản mà đằng nào ở phía nào nàng cũng chỉ nhìn thấy những cái chẳng lành. Chẳng lành cho Dao thôi, chứ thật ra thì thân nàng lúc ấy nàng không nghĩ đến nữa. Nếu Dao tỉnh đuổi nàng xuống lúc này thì ai chữa chạy cho Dao? Bệnh có thể nguy, mà nàng thì không thể không xuống được. Có cái phút lo sợ này mà bao nhiêu cảm giác nàng đều đã sống nó một cách cùng cực, mà mỗi một tí việc xảy ra quan hệ to lớn đến một mạng người. Sự nhanh hay chậm của một bánh xe ảnh hưởng đến một đời sống. Nàng mới càng nhận thấy rằng nàng đã gieo hành vi của đời nàng một cách nhẹ nhàng quá. Và có thế nàng mới phải chịu cái cảnh buồn rầu cô quạnh của ngày nay. Đến đây, một ý nghĩ nóng cháy xen ngay vào: Dao đã làm gì để cũng phải chịu cái cảnh bi ai và thảm khốc này? Câu hỏi ấy làm cho tim nàng tưởng chừng như vỡ ra. Dao chẳng làm gì cả, hay Dao chỉ làm toàn những điều phải? Bất giác nàng cúi xuống hôn Dao, cúi xuống hôn cái hôn yêu đương và kính cẩn như nàng chưa từng hôn Dao bao giờ, chưa từng hôn ai bao giờ. Phải chăng cái hôn ấy có một sức điện mãnh liệt, nó đã làm thức tỉnh Dao? Dao cựa mình rồi ú ớ nói mấy tiếng. Nàng mừng rộn lên, mừng ở chỗ bệnh Dao chưa đến nỗi nguy quá. Nhưng liền đó nàng cũng lo sắc ruột. Nếu Dao tỉnh, Dao trông thấy nàng rồi đuổi nàng xuống, nàng lại còn lo nếu Dao trông thấy nàng mà cảm động để cho bệnh lại tăng lên. Nhưng may Dao ú ớ mấy tiếng rồi Dao lại nằm yên. Nàng quay sang Bảo Thảo, lúc ấy đang ngồi đỡ chân cho Dao. Hay cậu mày khát nước, thử lấy nước tao cho cậu mày uống xem nào. Thảo rót nước ở bình thermos ra một cái ấm chuyên nhỏ. Phương đỡ lấy đặt vào môi Dao. Dao uống, uống liền mấy ngụm. Chà, Phương thấy mừng rộn lên. Đời nàng dễ chưa từng có khi nào mừng đến như thế. Nhưng vừa mừng đấy thì nàng cũng đã lại lo ngay. Đời nàng dễ cũng chưa từng lúc nào lo như thế. Nhưng Dao uống xong lại nằm thiêm thiếp. Nàng bảo Thảo lúc ấy đang khắc khoải nhìn nàng và nhìn Dao: bệnh của cậu con cũng không đến nỗi nào. Rồi nàng hỏi cái câu hỏi nó làm cho nàng rợn gáy: nhưng sao cứ mê không tỉnh nhỉ? Nàng cầu mong cho Dao tỉnh. À, nếu Dao tỉnh lúc ấy thì nàng sẽ sung sướng biết đến chừng nào. Nhưng nếu Dao tỉnh để mà cảm động cho bệnh tăng, để mà nhận thấy nàng rồi đuổi nàng, thì trời ơi, nàng sẽ lại khổ biết mấy. Thật mà, nàng mong mà không dám mong, không mong mà rất mong. Đầu nàng lúc ấy thật là vẫn lên biết bao nhiêu ý tưởng mâu thuẫn, mà cái ý tưởng nào cũng có cái đứt cản xe nàng. Thảo đặt tay lên ngực Dao: cậu con vẫn thở đều và đã cựa cậy.
chắc không sao đâu mợ ạ. Rồi Thảo Vụt nói cái câu mà Phương chưa từng nghĩ đến: nếu sau này cậu con khỏi. Câu ấy đưa theo một cái nhìn, Phương nhận ngay thấy cái nhìn ấy muốn nói gì. Thảo đã ở cạnh Phương, biết cái cảnh hối hận và đau xót của nàng, mong có sự đoàn tụ về mai sau, mà rồi sự khỏi bệnh của Giao sẽ đưa đến. Không biết nó có đưa đến hay không, nhưng với cái hồn ngây thơ và giản dị của tuổi trẻ, Thảo thiết tha mong như thế. Mà một khi tuổi trẻ đã thiết tha mong thì nó tưởng chừng như đã thực hiện rồi. Phương nhìn cái nhìn của nó đã hiểu ngay, rồi lắc đầu. Vốn biết cái tính quyết liệt của Giao, nàng không bao giờ dám mong một sự như thế. Ở Giao nàng không dám mong, ở nàng nàng không thể mong. Bởi nàng biết cái tội của nàng to lắm, nàng càng biết bởi vì nàng đã sống những phút mà người ta phải dùng đến tận độ những bản năng của mình. Nàng thở dài rồi với chiếc khăn mặt lau mặt cho Giao, trong khi Thảo rút mùi xoa lau nước mắt cho nàng. Mợ đừng lo, mợ đừng khóc nữa, cậu con không sao đâu. Phương nấc lên. Nếu cậu mày có làm sao thì thật là mợ giết cậu mày. À, khi cậu con nằm nhà thương thì con chịu khó ở đây trông nom cho cậu con nhé. Thảo trách yêu nàng một câu. Đó là bổn phận của con, mợ lại còn phải dặn. Rồi Phùng hỏi. Thế mợ không ở đấy trông coi cậu con à? Có chứ, nhưng... Nói đến đấy nàng lặng thinh. Thảo không hiểu lại khắc khoải hỏi, hỏi theo cái lòng khắc khoải mong muốn của mình. Nhưng làm sao hả mợ? Phương thở dài nhìn con bằng một cái nhìn dài. Nhưng mợ chỉ có thể gần cậu con trong khi cậu con còn mê man thôi. Chứ khi cậu con tỉnh rồi, chắc cậu con không bằng lòng đâu. Mà mợ cũng không dám như thế. Thảo sốt sắng hỏi ngay. Tại làm sao mợ lại không dám? Tại làm sao cậu con lại không bằng lòng? Tự hỏi để tự giả nhời. Cậu con bằng lòng mê đi chứ lì. Cậu con tuy thế mà vẫn còn yêu mợ lắm chứ. Nhớ mợ lắm chứ. Có lẽ vì thế mà cậu con ốm đấy. Mợ không bằng lòng thì có lẽ cậu con giận đấy. Phương lắc đầu. Có phải thế đâu. Cậu con xa mợ đã 4 năm nay rồi cơ mà. Cậu con ốm vì cậu con cảm chứ có phải đâu vì nhớ mợ. Nói xong nàng nhìn ra ngoài trời rồi lại nói thêm. Có lẽ vì cậu con buồn cũng có. Thảo nhìn Phương rồi cầm bàn tay Dao đặt lên bàn tay mẹ nuôi. Nhưng mợ bảo cậu con có nhớ mợ không nào? Phương còn ngập ngừng thì Thảo đã lại hỏi cái câu, nó làm cho Phương nao ruột. Thế mợ bảo cậu con có còn yêu mợ nữa không nào? Đối với Thảo là người đã sống với nàng những phút thân mật, đã chia tất cả những đau buồn của đời nàng, nàng thấy nàng có thể nói thật. Chẳng những nàng thấy có thể nói, nàng lại thấy cần phải có một người để nàng cởi mở tâm hồn. Mợ biết dù thế nào và bao giờ cậu cũng vẫn còn yêu mợ. Những người như cậu mày có phải là người đổi lòng được đâu. Chỉ tại mợ hư, nhưng không biết cậu mày có tha thứ cho mợ không. Thảo nghiêng mình về phía Phương rồi cúi đầu vào vai nàng, vừa cúi vừa hôn. Sao cậu con lại không tha? Con chắc là cậu con tha thứ, bởi vì cậu con yêu mợ và nhớ mợ cơ mà. Rồi ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng ngời. Thế nào cậu con cũng tha thứ. Dù đến thế nào thì một khi mợ đã sống với cậu con như thế, sống những năm gì như thế và trung thành như thế thì cậu con phải tha thứ cho mợ chứ. Nhưng cậu mày biết đâu. À, tại làm sao không biết. Rồi cũng phải biết chứ. Lâu rồi cũng phải biết chứ. Con cho nếu cậu mợ không về với nhau thì cậu mợ không bao giờ sướng cả. Các em con cũng không bao giờ sướng cả. Con chắc cậu con đã là người thương các em con như thế thì tất cậu con cũng đã hiểu như thế. Vì thế cho nên cậu con mới không lấy vợ khác, chứ không thì cậu con đã lấy rồi. Thấy vẻ mặt của Phương tối sầm, Thảo lại vội vàng nói. Chắc cậu con cũng mong mợ về lắm. Chắc cậu con cũng còn yêu mợ và nhớ mợ lắm. Phương nghẹn ngào. Điều ấy thì dù thế nào mợ cũng vẫn chắc như thế. Thế tại làm sao mợ lại còn phải tránh cậu con? Cậu con tỉnh trông thấy mợ lại không mừng rú lên ấy à? Phương lắc đầu. Mợ chưa có thể cho cậu nhìn thấy mặt được, sợ cậu bị xúc cảm mạnh quá mà bệnh tăng.
rồi nhìn vào mặt Dao ngập ngừng. Và mợ cũng không thích như thế, thôi đành cứ ở xa nhau như thế này mà thương mà nhớ nhau, còn hơn gần mà để cho nhau phải nghĩ ngợi. Thảo nói ngay cái câu thơ ngay, nó đi thẳng vào lòng người, và nó mới trúng với tâm lý làm sao. Ồ, mợ nói kìa, thương nhau nhớ nhau lại xa nhau là cái lý gì? Thương nhau nhớ nhau thì phải gần nhau cho không thương không nhớ nữa chứ. Thế mợ không thương không nhớ cậu con nữa à? Tại làm sao không, nhưng mợ không có cái quyền ấy nữa. Thoạt mới trông thấy cổng nhà Thương, Phương tự như mình đã tới được cửa giải thoát. Sung sướng, nàng cúi xuống hôn Dao. Thôi thì dù thế nào, nàng cũng có thể chắc chắn cho tính mệnh của Dao rồi. Và dù cuộc thế có xoay chuyển ra sao, thì cũng là số hệ chứ không phải là nàng đã không can đảm làm hết cái phần sự của mình. Tuấn, người thầy thuốc giám đốc cái nhà thương tư ấy, xưa kia vốn là bạn với vợ chồng Phương, và đã nghe mong manh sự chia sẻ của hai người ở miệng mọi người chứ không phải ở Dao. Bởi ai hỏi Dao về Phương, chàng cũng giả nhời: nhà tôi nó về quê. Thấy Phương xe Dao lại, bảo ngay: sao lúc mới mệt ở nhà quê chị không cho gọi tôi ngay? Phương không thể nói sự thật: tôi cũng tưởng là qua loa thôi, ai ngờ đâu. Trong khi Tuấn xem bệnh cho Dao, Phương khắc khoải đứng nhìn. Thấy mặt Tuấn có vẻ nghiêm trọng, nàng đã sợ. Đang đứng, hai chân nàng bỗng rung lên, nàng ngồi vội ngay xuống chiếc ghế. Ôi, nếu mà Dao có mệnh hệ nào, bao nhiêu viễn tượng ghê sợ đến vây bọc lấy thần trí nàng. Rồi thì sự hối hận lại kéo lên mí mắt những giọt lệ nóng hổi. Rồi thì không thể cầm lòng được, nàng nấc lên. Tuấn đưa xem bệnh quay lại: ấy, chị đừng làm rộn. Phương vội vàng lau nước mắt: anh cố hộ tôi nhé. Tuấn lại cúi xuống nghe, không giả nhời. Lúc ấy thì cả đời Phương như treo lên những cử chỉ của Tuấn, và nàng khắc khoải chờ cái phút định đoạt của Tuấn, thì cái phút ấy đã đến. May quá, giá để chậm vài ngày nữa thì khó lòng lắm. Bệnh tuy nặng nhưng cũng còn chút ít hy vọng. Phương đứng phắt ngay dậy: thế ư anh? Thấy vẻ mừng của Phương, Tuấn nhường cảm động: vâng, tôi xin cố hết sức, chị đừng có quá lo. Nhưng nhà tôi đau gì thế hở anh? Đau màng phổi, may mà biết sớm, để chậm độ vài bốn hôm nữa thì chịu. Nhưng thế này khỏi được cũng còn lâu lắm. Ấy là anh ấy tàn khỏe, chứ người yếu thì đã lôi thôi rồi. Phương mừng như chính thân mình được thoát chết. Anh tính ở nhà quê ngu dốt thì còn ai biết nữa. Cái nhìn kinh ngạc của Tuấn, nó như hỏi thế chị đông, làm cho Phương biết mình nhỡ nhời. Nàng vội vàng chữa: không hiểu tại sao tôi cũng mê lú, không nghĩ đến sự mời anh về ngay. À, giá mới chớm ốm gọi tôi về thì không đến nỗi này. Trong ngực anh ấy bây giờ có mũ, ngày mai tôi phải tìm cách bơm ra. Nghe nói trong ngực Dao có mũ, Phương mặt bỗng tái mét rung lên, không nói được nữa. Tuấn vội vàng an ủi: không, không phải là lao, và đau như thế này để lâu thường là có mũ và nước ở phổi. Trích ra cho hết thì lại thôi, vết thương nó liền, rồi sao chẳng ra sao cả. Phương vặn hai tay như để van lơn: thôi, trăm sự nhờ anh đấy, nhỡ nhà tôi có mệnh hệ nào. Phương nói đến đấy lặng im, thành ra Tuấn chỉ hiểu câu ấy theo cái lẽ thông thường của nó. Thông thường như trăm nghìn câu gia nhân người ốm nói với chàng, chứ không hiểu hết cái nghĩa nghiêm trọng nằm ở trong tình cảnh éo le của vợ chồng Phương. Tuấn có biết đâu. Không, chị cứ yên tâm, cái bổn phận của tôi phải thế, bất cứ là ai. Rồi quay nhìn Gian buồn: chị chắc là ở đây trông anh, để tôi bảo họ mắc màn đệm vào cái giường nhỏ kia cho chị nằm. Phương bối rối: tôi vì còn bận các cháu, để tôi bảo con bé con nuôi nó ở đây. Tuấn nhìn Thảo ngập ngừng: bệnh anh ấy trầm trọng lắm, phải có chị ở đây để những lúc đêm hôm, chứ trẻ con nó mê ăn mê ngủ, nhớ một cái. Phương vội vàng chữa: à, tôi nói là về sau chứ, bây giờ thế nào tôi chả phải ở luôn đây với nhà tôi, nhưng anh xem chắc chắn là không sao chứ. Với chị tôi tưởng có thể nói thật, bệnh anh ấy thì nặng lắm rồi đấy. Nếu tôi tiêm thuốc tối nay mà không tỉnh thì khí khó. Nhưng tôi cứ làm hết sức người, còn kết quả là ở dời. Vừa lúc ấy,
Người kháng hộ đem các thứ thuốc và đồ dùng lại. Phương hồi hộp đứng nhìn từng cử chỉ của Tuấn, nhìn chất thuốc bị hút vào cái kim, nhìn cái kim cắm vào bắp đùi đã nheo của dao. Nàng sực nghĩ đến những bắp thịt rắn chắc của thuở nào, nàng vội vàng quay đi, không dám nhìn nữa. Tuấn tiêm xong, quay lại dặn Phương: "Ban ngày bất tất chị phải ở đây, để cho người nhà nó gác cũng được. Nếu có phải bận cháu thì chị cứ về đi, rồi chiều thì chị đến." "Thôi không, tôi nói thế chứ các cháu nó đã lớn, cũng không cần lắm." Tuấn tìm cho vào. Ra được một lúc thì bà Chánh dắt thằng Quốc và con Quận đến. Đến là bà nói ngay: "Trời ơi, bao nhiêu là đồ đạc thành ra lâu quá." Phương trỏ người ấm giơ tay bảo bà im, rồi rón rén đi vội về phía các con. "Cậu con không sao đâu, may mà mợ về kịp. Thằng Quốc con Quận ghi chắc lấy nàng. Tại mợ ốm đi vắng lâu, cậu mới thế đấy. Mợ ở nhà thì mợ đưa cậu ra nhà thương ngay, có sao đâu." Rồi sực nghĩ đến cái bệnh tình của mẹ mà Giao đã nói trong 4 năm nay. "À, thế mợ, mợ còn đau ngực không?" Phương hôn lên má các con. "Không không, bây giờ mợ khỏi tất cả rồi." Chúng nó mừng rỡ. "Thế bây giờ mợ ở nhà luôn với chúng con chứ?" Phương vụt có cái cảm tưởng như có một bàn tay lùa vào bụng mình, lôi hết cả ruột gan ra. Nàng ngập ngừng mãi mới nói được: Ừ, mợ chả ở nhà với các con thì mợ đi đâu?" Liền lúc đó thì Giao cựa mình rồi ú ớ. Phương cho ngay tiếng ú ớ ấy là một sự phản đối. Rồi thì nỗi bàng hoàng làm cho nàng quên rằng Giao đang mê. Nàng vội vàng buông con chạy lại, chắp tay cúi xuống khẽ nói với Giao: "Thôi lại cậu, cậu thương con mà tha cho em. Thôi lại cậu." Giao vẫn nằm yên, thở khò khè. Lúc ấy nàng mới vụt nhận ra sự thật. Lòng nàng bỗng mừng rộn lên. Nàng cho là sự cử động ấy bởi công hiệu của thuốc gây nên. Nàng quay lại về các con: "Cậu không sao đâu, cậu không sao đâu." Thằng Quốc con Quận chạy lại. Chúng nó hôn lên tay Giao, rồi chúng nó hôn cả bàn tay nàng, lúc ấy đặt ở cạnh bàn tay Giao. "Thế mợ cũng khỏi rồi thực ư? Thế mợ ở luôn với chúng con, không ra bể nữa thực ư?" Phương gật đầu. Con Quận mừng rú, rút đầu vào ngực nàng. "Ừ, thế thì vui lắm. Mợ vắng nhà buồn buồn thế nào ấy, cậu cũng buồn buồn thế nào ấy." Thằng Quốc nói như một người lớn: "Mợ ốm thì cậu vui thế nào được, mày chỉ được cái thích vui thôi." Câu ấy do bao nhiêu biến chuyển nhị màu của tư tưởng, lôi Phương về với những kỷ niệm cũ, vụt hóa thành một lời trách mắng nghiêm khắc đối với những hành vi nhẹ dạ của nàng xưa kia. Người mẹ tưởng chừng như xé lòng. Nàng nắm lấy tay con, nói với con mà tưởng chừng như nói với Giao: "Thôi, nó còn nhỏ dại, biết gì, con đừng trách nó." Nói xong nàng lại trào nước mắt. Lúc này thằng Quốc đã lớn, đã có mùi xoa như một người lớn. Nó rút mùi xoa ra lau mặt cho mẹ. "Thôi, ông Đốc đã nói thế, cậu có làm sao đâu mà mợ phải khóc. Mợ khóc thì cũng không khỏi ngay được cơ mà. Mợ vừa ốm khỏi đấy, mợ đừng khóc. Mợ khóc mà nó ốm nữa thì khốn cả đấy." Rồi lại cúi xuống đặt một cái hôn vào tay cha. "Cậu khỏi mà thấy mợ cũng khỏi thì chắc là cậu mừng lắm." Phương trầm ngâm một lát, run sợ nghĩ đến lúc Giao khỏi mà mình lại phải buộc lòng xa Giao. Nhưng nàng cũng vẫn hỏi, hỏi không biết để làm gì. Hỏi vì một sức mạnh bí mật của lòng buộc nàng phải hỏi. "Thế vắng mợ cậu buồn lắm phải không?" "Buồn lắm, buồn lắm. Cậu ngồi đâu cứ ngồi một chỗ chả cửa cậy. Lắm khi con thấy cậu khóc nữa. Con hỏi cậu thì cậu cứ bảo là không phải, nhưng con biết là cậu khóc vì thương mợ." Nói xong nó đặt tay lên ngực Phương vuốt vuốt. "Thế mợ không đau gì ở trong này nữa chứ?" Phương lắc đầu. "Không, không, mợ hỏi hết cả rồi. Thế cậu nhớ mợ lắm có phải không?" Thằng Quốc nhìn mẹ kinh ngạc. "Mợ chỉ hỏi kỳ, cậu chả nhớ mợ thì nhớ ai?" Phương cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên. "Thì đành rồi, nhưng sao con biết chứ? Con thấy thế nào mà con biết được chứ?" Thằng Quốc chẳng ngẫm nghĩ. "Con chẳng cần phải thấy thế nào con cũng biết. Con cứ trông cậu là con biết." Phương không dám hỏi nó kỹ càng nữa, nhưng nó ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nói mãi. "Con biết, bởi vì nhiều khi con thấy cậu vừa ngủ, cậu vừa gọi mợ, cậu lại cứ ôm chặt lấy con. À,
Có một lần con vào buồng giấy bắt được cậu đang hôn cái ảnh mợ. Cậu thấy con, cậu òa khóc. Con hỏi thì cậu bảo cậu nhớ mợ và cậu lo mợ chết. Con cũng khóc, con Quận cũng khóc. Chúng con nhất định bắt cậu phải đưa đến mợ. Sau vì con với con Quận bận đi học, cậu bảo không thể bỏ học mà đi được, để cậu đi thăm mợ một mình. Cậu đi, đi lâu lắm, đến đêm mới về cơ. Cậu về cậu bảo mợ đỡ rồi, cậu đem vô khối là quà về cho các con. Có phải mợ gửi cho các con phải không mợ? Phương nghiến răng để khỏi kêu rời. Nàng đã hiểu tất cả những nỗi đau xót của người cha và người chồng. Nàng cúi xuống đặt một cái hôn dài lên trán Giao, trong khi thằng Quốc hỏi: Mợ cũng nhớ cậu lắm phải không? Nàng chưa kịp giả nhời thì con Quận cũng lại hỏi: Mợ nhớ nhiều lắm, có phải không mợ? Phương nẫu ruột mà gật đầu: Có, mợ nhớ nhiều lắm chứ. Con Quận đặt tay lên má mẹ: Thế mợ nhớ, mợ có khóc không hả mợ? Mợ có khóc nhiều không hả mợ? Phương ôm chầm lấy nó nấc lên, không giả nhời. Bà Chánh đứng đấy nghe mẹ con nói chuyện chẳng hiểu gì, hay bà chỉ hiểu theo một lối khác. Nhưng Thảo thì hiểu cả. Thảo vội vàng lại gần: Thôi mợ, mợ đừng khóc nữa, để cho cậu con nằm. Mợ khóc làm gì? Thôi lại mợ, mợ đừng khóc nữa. Mợ khóc thì con cũng khóc đây này. Hết tập 9. Còn